Huyền Trang xin chào các bạn khán giả của chương trình Đồng hành cùng Tân Cảng Sài Gòn. Huyền Trang rất vui khi ngày hôm nay lại được gặp các bạn để tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm, những bí kíp bỏ túi giúp cho chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong quá trình thực hiện quy trình container hàng nhập. Hãy tiếp tục cùng Huyền Trang tìm hiểu tiếp những vấn đề có thể phát sinh tại bãi và cách giải quyết chúng nhé. Những bí kíp cần biết khi nhận container hàng nhập từ cảng. Phần 4. Phát sinh tại bãi. 1. Container hàng nhập không có tại vị trí trên phiếu hướng dẫn làm hàng. Chắc hẳn không ít các bác tài đã từng tới bấm giờ và lấy hàng nhập nhưng không có thông tin container nằm trên bãi. Vì sao tài xế có thể bấm giờ vào nhưng container lại không có trên vị trí trên phiếu hướng dẫn làm hàng? Thật ra không phải do lỗi hệ thống đâu, chỉ đơn giản là vị trí container đã được thay đổi ngay sau khi các bác tài bấm giờ vào thôi. Vì thế, khi gặp tình huống này, các bác tài hãy làm theo 3 bước sau đây nhé. Bước 1. Kiểm tra ở khu vực gần vị trí in trên phiếu hướng dẫn làm hàng. Điều độ có thể hạ tạm để làm tác nghiệp đảo chuyển. Bước 2. Nếu đã thấy container, bác tài hãy đứng ngay ở vị trí công, giơ bát để cầu khung hay xe nâng hỗ trợ. Bước 3. Nếu không tìm thấy vị trí, bác tài di chuyển vào văn phòng điều độ hiện trường để báo điều độ ra hỗ trợ tìm container hoặc liên hệ ngay với tổng đài chăm sóc khách hàng 1800 1188 để được hỗ trợ. Rất đơn giản đúng không nào? 2. Làm gì khi quá hạn lưu trú? Thời gian lưu trú trong cảng là thời gian được tính từ lúc tài xế bấm giờ vào đến lúc bấm giờ ra khỏi cảng. Tại cảng Tân Cảng Cát Lái, các mức quy định về thời gian lưu trú như sau. Thời gian định mức dành cho phương tiện lưu trong cảng Tân Cảng Cát Lái, thực hiện giao nhận hàng hóa theo từng phương án. Đối với phương án giao nhận container hàng, giao nhận container rỗng hoặc giao nhận container hàng nguy hiểm IMDG thì thời gian định mức phương tiện lưu trong cảng là 100 phút trên một phương tiện. Còn đối với phương án giao nhận container hàng quá khổ OOG thì thời gian định mức phương tiện lưu trong cảng là 150 phút trên một phương tiện. Đối với phương tiện vào cảng, thực hiện cả hai phương án tác nghiệp giao và nhận container thì thời gian định mức dành cho phương tiện lưu trong cảng bằng tổng thời gian định mức mỗi phương án. Ví dụ, khách hàng vào hạ một container hàng xuất và lấy một container hàng nhập thì thời gian lưu trú sẽ là 200 phút. Trong trường hợp khách hàng vào cảng quá thời gian định mức, khách hàng sẽ đóng mức phạt lưu trú là 55.000 đồng trên 1 giờ. Tuy nhiên, một số trường hợp vì lý do nào đó cảng chậm giao container cho khách hàng như là đảo chuyển nhiều, khách hàng phải đợi lâu, cầu hư hỏng. Nếu quá thời gian lưu trú cho phép, vì những lý do từ phía Tân Cảng, các bạn hãy liên hệ trực tiếp với văn phòng điều độ hiện trường để được xác nhận trước khi bấm giờ ra tại cổng để không bị thu phí lưu trú. 3. Làm gì khi xe hư hỏng trong cảng? Khi vào cảng giao nhận container nhưng không may xe bị hỏng trong cảng và phát sinh phí lưu trú quá hạn, lúc này tài xế cần làm gì? Cảng có thu phí quá hạn lưu trú trong trường hợp này không? Đây là một trong những câu hỏi thường xuyên được các bác tài gửi đến cho Tân Cảng Sài Gòn. Hãy cùng Huyền Trang giải đáp những thắc mắc này ngay bây giờ nhé! Bước 1. Khi gặp phải tình huống này, các bác tài liên hệ ngay với phòng tham mưu theo số điện thoại 0903 319 234 để thông báo vị trí hư hỏng. Sau đó, phòng tham mưu sẽ cử nhân sự đến vị trí xe hư hỏng để xác nhận thời điểm kiểm tra. Trong trường hợp này, tại cảng sẽ miễn lưu trú tối đa thêm 6 giờ tính từ thời điểm xác nhận của phòng tham mưu. Bước 2. Trong trường hợp quá 6 giờ lưu trú, khách hàng trình phiếu cho bộ phận phát hành chứng từ để đóng phí cho thời gian vượt quá. Bước 3. Khi ra cổng, khách hàng sẽ trình phiếu này cho nhân viên vi tính cổng. 4. Làm gì khi xe nâng hay cầu khung khu vực bạn đang lấy công bị hư hỏng? Hư hỏng phương tiện là điều mà cảng hay các bác tài đều không mong muốn nhất. Nếu gặp phải tình huống này, các bác tài hãy chủ động kiểm tra kế hoạch sửa chữa và thông báo thời gian dự kiến sửa chữa với các bạn tổng đài chăm sóc khách hàng nhé. Thông thường, nếu thời gian sửa chữa quá dài từ 120 phút trở lên, cảng sẽ bố trí phương tiện tăng cường thay thế. Tuy thế, dù trong tình huống nào thì khách hàng cũng phải đợi lâu hơn khi lấy container tại các vị trí này đấy. Sau khi thực hiện thông báo cho tổng đài thì không việc gì phải lo lắng nữa. Hãy kiếm cho mình một cốc cà phê nhâm nhi cho đến khi có thông báo sửa chữa hoàn thành. 5. Container đã được giao lên xe nhưng không bấm giờ ra được. Không ít tài xế gặp phải tình huống xe ra đến cổng gate out rồi nhưng bấm giờ ra không được vì hệ thống báo cảng vẫn chưa giao container lên xe khách hàng. Chúng ta sẽ xử lý tình huống này như thế nào nhỉ? Nên gọi tổng đài chăm sóc khách hàng hay vào gặp nhân viên vi tính cổng? Trong trường hợp này, các bác tài không cần phải gọi đến tổng đài đâu. Nhân viên vi tính cổng sẽ kiểm tra đúng số container thực tế. Sau đó, nhân viên vi tính cổng sẽ gọi điện cho các bộ phận liên quan để thực hiện pick out, nghĩa là thao tác giao container lên xe và như thế là có thể thực hiện bấm giờ ra rồi. 6. Cách xử lý khi phát hiện mất, sai hay hư hỏng siêu. Ở tập 3 về kiểm hóa container hàng, chúng mình đã giới thiệu đến các bạn về siêu dành cho container. Vậy, đã bao giờ bạn gặp phải tình huống liên quan đến siêu như mất, sai hay hư hỏng?
Nếu gặp tình trạng này thì các bạn cần làm như thế nào? Hãy cùng Huyền Trang điểm qua các trường hợp và biện pháp xử lý thích hợp nhé. Trường hợp 1, container đang có vị trí trên bãi. Khi bạn là chủ hàng hay nhân viên giao nhận kiểm tra tình trạng container tại bãi và phát hiện siêu bị mất, hư hỏng hay sai siêu thì hãy liên hệ ngay với văn phòng hiện trường quản lý container để nhân viên điều độ sẽ lập biên bản xác nhận nhé. Trường hợp 2, container đã giao lên xe khách hàng. Khi tài xế cho phương tiện vào lấy container, sau khi container đã được giao lên xe, tài xế lưu ý cần kiểm tra tình trạng siêu ngay khi container được giao. Nếu phát hiện tình trạng mất, hư hỏng hay sai siêu thì tài xế sẽ cần liên hệ ngay với văn phòng điều độ hiện trường quản lý container. Trong vòng 15 phút kể từ thời điểm container được giao lên xe, văn phòng hiện trường sẽ lập biên bản xác nhận tình trạng siêu cho khách hàng. Quá 15 phút kể từ thời điểm container được giao lên xe, khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về tình trạng mất mát, hư hỏng hàng hóa bên trong của container. Chúng ta đã điểm qua khá nhiều những thắc mắc đến từ các bác tài xế cũng như là chủ hàng đối với những phát sinh có thể xảy ra tại bãi trong quá trình thực hiện quy trình nhập container. 1. Container hàng nhập không có tại vị trí trên phiếu hướng dẫn làm hàng. 2. Làm gì khi quá hạn lưu trú. 3. Làm gì khi xe hư hỏng trong cảng. 4. Làm gì khi xe nâng hay cẩu phung khu vực bạn đang lấy container bị hư hỏng. 5. Container đã được giao lên xe nhưng không bấm giờ ra được. 6. Cách xử lý khi phát hiện mất, sai hay hư hỏng siêu. Hy vọng là chúng tôi đã có thể giải đáp được phần nào những thắc mắc của các bạn và giúp cho mọi người có thể tiết kiệm được tối đa nhất thời gian cũng như là công sức của mình trong quá trình thực hiện các quy trình xuất hay nhập container tại Tân Cảng Sài Gòn. Cũng đừng quên truy cập vào các trang thông tin của Tân Cảng Sài Gòn như là Facebook, YouTube hay website để cập nhật những thông tin mới cũng như là hữu ích từ series đồng hành cùng Tân Cảng Sài Gòn. Xin chào và hẹn gặp lại!